Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Mình là Hugo Dương. Hôm nay mình sẽ làm clip cho cá săn mồi nhà mình ăn ớt nha. Đây là bịch ớt mình mua ngoài. Mình mua ngoài đây, ớt đây. Bịch này thì có khoảng 5-6 con gì đó. Bây giờ mình sẽ cho ớt vào trong cái thùng này. Rồi mình cho miếng muối vô để mình ngâm nó khoảng nửa ngày để cho nó sạch, để cho nó khử nấm là cái thứ mấy cái vi khuẩn xung quanh của nó. Con này bắt ngoài tự nhiên mà nó nhiều vi khuẩn đó. Rồi cho nó sạch xong rồi chiều nay mình sẽ cho cá săn mồi nhà mình ăn. Bây giờ mình sẽ cho nó vào trong cái thau này nha, cái thùng này. Có 5 con các bạn, 5 con. Đây, 5 con. Rồi bây giờ mình sẽ cho nước vô. Bây giờ mình cho muối hột. Mình cho muối hột vô để mình khử. Khử vi khuẩn, khử nấm này kia các thứ. Ướp nó luôn, mình ướp nó luôn. Ok, mình đã quay trở lại đây. Đây là cái thùng ớt hồi sáng mình đã ngâm nước muối. Mình đã rửa cho nó sạch cũng hơn nửa ngày rồi các bạn. Bây giờ là chiều tối rồi. Bây giờ mình mở ra xem coi. Nó có mất thằng nào. Đó đây. Đó đó đó. Đó. 5 con nha các bạn, 5 con. 5 con còn đủ 5 con luôn. Bây giờ mình sẽ đem ra mình gắp cho cá săn mồi của mình ăn nha. Đây mình đang đứng cạnh hồ đây. Bây giờ mình sẽ cho cái đám quỷ này ăn con ếch nha các bạn. Ếch đây, mình để sẵn đây đây. Bây giờ mình sẽ lấy cái con nhỏ nhất. Rồi, bây giờ mình sẽ thả vô nha. Mình nhử tụi nó ăn cái chứ. Mình chưa thấy. Mình nhử tụi nó tiếp tục. Đó, thấy rồi đó, thấy rồi đó. Hôm nay lần đầu tiên mình quay phim bằng cái gimbal. Rồi, bây giờ mình cho vô nè. Đây nè, tụi nó bu lên hết rồi các bạn thấy không? Bây giờ ta vô nha. Bút luôn rồi. Con nào bút vậy? Con nào bút? Ê, nó học quá kìa. Ủa, nó chạy lẹo quá. Quốc luôn, con tay tượng nhỏ nhất quốc. Con tay tượng nhỏ nhất quốc, con ếch nhỏ nhất. Cái chân nó đơ rồi các bạn. Nó ăn một con nữa ngon tới ngày mai luôn. Rồi bây giờ mình sẽ cho một con nữa nha, cho mấy con lớn nè. Mình mấy con này. Nó chưa dám ăn các bạn ơi. Ấy, đủ nó nhảy lên này. Bảy 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 bảy. Chết mẹ, nhảy xuống dưới đất kìa mày. Nhảy xuống dưới đất rồi. Cái đâu cũng tiêu rồi.
từ từ kệ đó, để tí mình bắt nó. Bây giờ mình cho con này ăn con khác. Rồi đậu phộng nó nhảy nó nhảy. Hút nó, hút nó ngay, hút nó. Nhảy giùm tao một cái. Đẩy, quất liền. Đâu, nó bay ra rồi. Con đại tự của mình này nó sang nhát, bữa nay nhát quá vậy ta. Qua coi con này cái như bạn. Con này nó ăn còn một cái chân thôi à, nó lò một cái chân ra ngoài thôi à. Nó nuốt gần hết con ếch rồi. Đây 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 đây, quất nó, quất nó. Ấy! Đâu nó leo lên. Nó leo lên cái nó leo lên cái cây sưởi của mình rồi, để mình xử nó. Cái cây sưởi chứ không phải cây sưởi. Rồi, xuống con. Đây này, đây này, nó này, nó này, nó này. Hửi nữa, quất đi, hửi gì nữa. Con cá kia nhỏ mà nó còn dám ăn, mà con này lớn hơn. Ui ơi, mút luôn, yes, baby. Hay quá các bạn ơi. Mình thích chơi cái dòng săn mồi này ở chỗ đó đó các bạn. Ok, bây giờ mình sẽ tạm ngưng để mình bắt con ếch kìa. Không biết vậy nó đi không mất tiêu rồi. Đây rồi các bạn ơi. Trời ơi. Nó lọt xuống cái lọc của mình nè. Nó nằm ở trong đây nè, nó không rớt xuống đất mà nó cũng không có nhảy lên được. Nó không rớt xuống đất. Mình phải lấy cái này mình khều nó mới rớt xuống. À, khổ mày. Bây giờ cho mày vô hồ lại. Vô hồ rồi. Đây các bạn thấy nè, đang còn một cái giờ thôi. Bây giờ cái con hồng quỷ máu vịt này của mình nó đang đi vòng vòng nè, để mình coi nó có tới con kia được không, nó có tới con hết được không. Con phải tài này định làm gì đây? Ý gì nó cắn con ếch kìa. Chạy qua bên đây rồi. Con tai tượng màu trắng nó ăn, nó cắn chết con ếch xong rồi nó nhả ra lại các bạn. Cái này là một cái tập tính của mấy con tai tượng này đó, nó ăn xong nó nhả xong rồi lát nó lại ăn. Đây bây giờ
nó còn con này, em biết nó quất rồi. Đó, nó quất rồi các bạn, nó quất rồi. Ủa, nó chạy kịp ta. Ủa, gì có phát tài ăn này. Ồ, con tay tượng nhỏ nó ăn xong rồi đó các bạn. Nó ăn xong rồi, nó nuốt xong rồi. Quá giỏi luôn. Đây, con phát tài nó sẽ thịt con ếch quất luôn. Con này dường như nó thấy nó đánh hơi rồi các bạn, nó đánh hơi rồi đó 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 đó, đó, đó. Đánh hơi được con ếch rồi các bạn. Nó dùng hai cái râu của nó để đang đánh hơi con ếch đó các bạn. Nó coi con là con này là con gì, có ăn được không. Hồng vĩ này bình thường mình cho ăn chép, ăn ăn cá lóc, ăn cá không à. Bữa nay cho ăn cái món này nó lạ. Nó còn nhát, nó chưa có dám ăn các bạn. Mặc dù là sáng giờ cũng đói lắm rồi đó nhưng mà chưa dám ăn. Chưa dám ăn. Coi như trong hồ con cá tai tượng nhỏ này là dạng nhất. Quất rồi, yes. Quất nguyên con các bạn. Ồ, nó quất ngọt xớt luôn ha. Cái miệng của nó bự quá mà. Tại vì nó nhát thôi chứ không phải là nó không dám ăn. À, nó nhát thôi chứ không phải nó ăn không được các bạn.